Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa xác nhận, bệnh nhân sinh năm 1998, Ô Môn Cần Thơ, nhập viện vào ngày 21 tháng 10 trong tình trạng sốc đa chấn thương, nguy kịch do xe container cán qua người. Bệnh viện đã phải huy động 6 ekip với hơn 20 bác sĩ của nhiều chuyên khoa để cứu cô gái trẻ. Trước đó bệnh nhân đi xe máy cùng người thân không may va chạm với xe container, bệnh nhân ngã ra đường và bị bánh xe cán qua cơ thể. Nạn nhân lập tức được người dân xung quanh hỗ trợ đưa đến bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cấp cứu. Nhận định đây là trường hợp đa chấn thương nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, các bác sĩ cấp cứu đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Bỏ qua các thủ tục hành chính, bệnh nhân đã được chuyển thẳng lên phòng mổ với chẩn đoán là choáng chấn thương, chấn thương bụng kín, vỡ bằng quang, chấn thương âm đạo phần phụ, chấn thương vỡ phức tạp khung chậu. Ban giám đốc bệnh viện đã trực tiếp huy động 6 ekip mổ với 20 bác sĩ ở các chuyên khoa để chạy đua với tử thần cứu bệnh nhân. Đồng thời bệnh nhân đã được chỉ định truyền 33 đơn vị máu và chế phẩm của máu. Hiện tại sau mổ, bệnh nhân được hồi sức tích cực tại khu hậu phẫu, khoa phẫu thuật gây mê hồi sức. Các dấu hiệu sinh tồn ổn định, không sốt, vết mổ xỉ ít dịch, tự thở đều qua oxy mũi.